xin mời thí sinh kế tiếp. Làm cho tất cả danh bài, luôn trong tư thế tươi há mồm. Làm cho tất cả. Con xin chào ban vị giám khảo. Con tên là Đinh Thị Kim Hòa, năm nay con 10 tuổi. Con xin tặng ban giám khảo một món quà. Trời ơi, xinh xắn quá con ơi, mặc cái đầm cũng đẹp nữa. Có Huy, em có, yên tâm, em có. Theo anh đếm là em có. Cảm ơn con, trời ơi, cái mặt đẹp quá vậy trời. Con tặng chú Kiến Thành. Cảm ơn con. Con tặng chú Ngô Kiến Huy. Thôi mà, thôi con à. Thôi mà. Thôi, ờ cảm ơn con. Mày đang xạo hả mày? Mày xạo xạo hả mày? Bài đặt cái trời ơi, làm màu đồ. Mà tại sao tặng con chú Giang bự mà tặng con chú Thành có chút ép vậy? Bên này nó bề quằn, còn bên này có tất cả. Sao sao kỳ vậy? Dạ con, dạ cái đồ này là mẹ kia con tặng chứ con không biết gì hết đó. Đã tố cáo mẹ ngay trên sóng truyền hình. Không chịu đâu, nếu tặng con nhỏ hơn chắc không cười quá. Bây giờ phải làm sao? Chứ mà buồn như vậy thì không cách nào cười được. Dạ chú Trấn Thành không cười vậy chú Trường Giang. Đúng là khí phách lắm. Chú còn chống mắt lên coi chúc Trường Giang cười cho con khi nào nha. Chúc con may mắn. Chú Thành nói giỡn con thôi đó, không có sao hết nha con nha. Thoải mái lên không có sao hết nha. Con diễn vui chú Thành sẽ cười cho con. Mẹ cũng đẹp lắm phải không? Thì con nhỏ mà. Thật thà mà. Vậy là con giống ba đúng không? Vậy con giống ai mà con đẹp dữ vậy? Dạ con giống gì? Giống gì vậy? Con làm cho dạ người ta hiểu lầm gia đình con quá. Nó nói gì sao lát nữa mẹ nó dám ra trời. Thiệt cái lát con diễn với ai? Dạ con diễn con mình à. Diễn con mình hả? Không, con diễn với ba chú á. Ràng nó vong á. À rồi giờ diễn nha. Rồi con ơi mình sẵn sàng chứ nào? Dạ rồi. Trời rồi ơi. Thời gian 60 giây cho con bắt đầu. Tới giờ ăn trái cây rồi, để chị đút xài cho mấy tụi tân ăn nha. Nè, bé Trấn Thành ăn trước đi. Trời ơi, bé Trấn Thành ăn cái miệng cà liếm, cà chép. Em ăn xài có thấy chua không? Mẹ em chảy nước miếng luôn rồi đó. Rồi, tới bé Trấn Thành nè. Trời ơi, bé Trấn Thành thấy cưng ghê, nu à. Trời, bé Trấn Thành thấy cưng ghê, nu à. Ăn ghiếc rồi mập thù lù thú lú luôn hà. Thôi, đây bé Ngô Kiến Huy nè. Trời bé Ngô Kiến Huy à, hết xoài vậy làm sao đây ta? À, bé Trí Thành nhả ra nhả đi. Ôi, cảm ơn em nhiều nha. Ăn vô đi, ngon không? Ăn tiếp ha. Ủa, sao bé Trường Gia em không ăn mà em phun hết trơn vậy? Hư quá nha. Thôi để chị lụm lại. Rồi, em ăn đi. Trời ơi. Quý à. Dạ. Những thứ gọi là cơm thừa canh cặn của anh Chí Thành. Bé thì bắt em ăn hết rồi. Em là giống như cái hàng phế phẩm đó. Dạ. Không còn gì nữa, nó dồn hết cho em ăn. Thấy thương. Được. Dạ. Con gấu hồi này chú cũng... Thành tưởng là con sỉ nhục ba con gấu bông là còn cười nữa. Còn gì nữa không? Dạ cả. Rồi. Dạ thật. Thời gian 60 giây cho con bắt đầu. Rồi ăn xong rồi đi chị tắm cho mấy tục tân nha. Nè bé Trấn Thành tắm trước đi. Nè đó. Trời bé Trấn Thành tội nghiệp chứ ta. Ăn ít quá à ghét rồi bị xanh lè xanh lét luôn hà. Thôi em tắm trước đi nha. Thôi em tắm trước đi nha. Đó. Ý xem tè rồi. Nè thôi để chị gửi đích cho. Rồi. Đó. Chờ xíu đi. Bà vú heo quên về thay quần áo cho em. Rồi tới bé Trường Giang nè. Đó bé Trường Giang. Thôi bé Trường Giang đắm đi. Trời ơi sao cái bụng em bự dữ vậy? Có ăn kiêng không? Mà cái bụng bự dữ gì? Đăng.
rồi. Đi như chú cười chi vậy? Trời ơi sao con ngang ngược vậy? Con lại đi con diễn là để cho chú cười mà sao chú cười con chữ hả? Mẹ con nói con làm cho chú buồn mà. Mẹ con nói là con phải làm cho chú buồn mà. Mẹ con là thế lực nào mà khủng khiếp vậy? Trời đất ơi, đi thi hài mà đi làm cho hai chú buồn là sao? Không, vậy con không cần biết chú. Ủa, không cần sao cười vậy? Con sắp xếp đàng hoàng rồi mà. Ừ. Con sắp xếp đàng hoàng không có cười đâu. Tiếp đi. Chưa. Đừng để nó hiểu. Tiếp đi. Con bị lộn rồi, trả con nói lại cho coi. Mày xạo hả? Đó, mày xạo hả bị? Cho vừa à. Trời ơi, thằng hết. Diễn là nhớ đúng nhưng mà tặng là tặng lộ. Bây giờ nè, bởi tôi nói là thiên hạ thấy không? Học tài mà thi phận là cái này là hợp lý. Nó chưa hiểu gì đâu. À, tắm xong rồi về tới mặc đồ này. Mặc đồ nè, đó. Rồi. Chuẩn bị cho con ơi. Bỏ con dưới đi. Rồi, bắt đầu. Sẵn sàng chưa? Thời gian 60 giây, bắt đầu. Mấy giờ rồi mà mấy bà vú không có chịu về bận quần áo cho mấy tụt tơn của chị. Thôi, để chị bận luôn cho rồi. Không biết cái váy mà hồng, đáng yêu đi của ai đi nè. Rồi, biết rồi, cô bé Ngô Kiến Huy nè, chị biết tính em là cái mà hồng nè. Nè, đó. Trời ơi, cân ghê không? À, ê. Đó, ê, dạ, ê. Một... không biết cái váy mà ca này của ai. Đẹp dữ vậy trời. Rồi, ủa em bé Trấn Thành thích mà hồng hả? Màu cam hả? Thôi. Thì đúng rồi. Thì đúng rồi. Có ai cãi với người đâu. Nó chưa hiểu đâu. Tiếp đi. Con ơi, thi tiếp. Đi con hỏi mẹ con cái đã. Bây giờ tôi đang muốn biết cái bà mẹ đó là cái thế lực nào mà khủng khiếp từ nãy giờ. Sao mẹ không chịu ngồi giống người ta ha? Sao mẹ không chịu ngồi giống người ta? Trời ơi bà mẹ. Bây giờ bé nó hỏi chị đó, có muốn thi tiếp hay không? 20 triệu rồi đó. Em biết là nó chưa hiểu gì đâu. Thôi con không thi tiếp đâu. Hai chú này cười hoài. Trời ơi. Trời, sao bà ngang ngược vậy bà? Bà táo đi mà chọc cho nó cười, không cho nó cười. Ủa à, Chị nhà ơi. Chị mẹ à, dạ mình trước khi mình thi mình có học đọc cái điều lệ của cuộc thi không chị? Vậy thôi con thi tới đây là thôi được rồi. Được rồi hả? Chú Trấn Thành, chú Trường Giang, chú Ngô Cái Ghi trả lại cho mấy con đó cục để về. Để về con ôm mấy chú. Khoan, lấy hơi. Hồi nãy là con tặng chú con này hay con này? Mà thôi bây giờ con này lấy rồi thôi con mới trả nữa đâu. Bây giờ tặng ta ai mà trả lợi? Đây nè. Thôi cháu trả lại cho con. Khoan con. Đâu được. Gì mà năn nỉ chú. Bây giờ con trả lời đúng đi. Hồi nãy là con tặng cho chú nào con nào con nhớ không? Đó, là tặng nói đúng rồi. Đầu tiên đó. Đó ai tặng cho chú nào con nào đó. Ngồi chú nói nào đi. Mập nhất ta? Hả? Tùy à. Con đầu tiên con trả tặng cho ai con nào? Chú nào ốm ốm gầy gầy con mới tặng con này. Ốm gầy con hãy nhìn đi. Con nít không bị nói dối ai ốm nhất. Hai con đi về. Trời ơi. Thi đi. Thi được vòng nữa đi tặng tiền. Lỡ hai chú
Hai chú giận rồi sao? Sao giận được? Phải thi nữa mới hết giận chứ. Bây giờ về là giận đó. Bây giờ tụi chú cười hoài con không thích đúng không? Bây giờ con khi tụi chú sẽ buồn. Thôi thôi, con gớt á. Con gớt á. Nhưng mà sao nãy con nói sao cười hoài gì giờ chú buồn? Ai biết, trong lòng con nó tự nhiên nói lại á. Nói vậy á con. Vậy giờ con thi đi, con muốn tụi chú buồn hay khóc? Bây giờ con thi con muốn chú buồn thì chú buồn. Con muốn chú khóc chú khóc. Con muốn chú cười chú cười. Thi không? Lỡ chú cười sao? Lỡ chú cười thì thôi. Thôi thôi dẹp đi. Thôi dẹp đi. Chú cười con thấy. Trời ơi. Thôi thôi. Nhiều đây về con đi Vũng Tàu cũng sướng thân rồi. Không cần nhiều. Ý nó hiểu mà ta. Hiểu. Ý kinh nó hiểu mà ta. Vậy là nãy giờ chỉ có ba anh em mình chưa hiểu thôi. Ê, hôm nay mình bị dụ ta. Bị dụ. Sao kỳ vậy ta? Con dụ vậy mà chú mấy chú cũng tin nữa. Anh sốc quá bắp bắp. Ba chú khổ thân. Anh sốc quá. Anh thấy ba mấy năm anh sống vô nghĩa luôn. Ba mấy năm mà tôi sống vô nghĩa. Ai trả lại ba tôi như một động vật vô tri. Con biết là hồi nãy là phải nhờ chú Thành ở trên đây thì con mới có thể khiến mọi người cười được đúng không? Con biết là nãy giờ hai chú mồi chài cho con. Ừ? Con có biết chú nằm nhứng thời gian cho con không? Liên quan gì? Hiểu không? Hai chú hỗ trợ con nãy giờ con mới tạo tiếng cười được đó. Dạ. Vậy là sao đối xử tàn nhẫn vậy? Ừ. Không những lấy lại đồ ăn, lấy lại quà tặng mà bây giờ không thi nữa bỏ tôi đi là sao? Hả? Mấy chú nói gì con không hiểu. Tại sao con hiểu và không hiểu rất đúng lúc vậy? Vậy cuối cùng là con hiểu hay không hiểu? Hay là con hiểu mà cố tình không muốn hiểu? Dạ vừa vừa. Vừa vừa à? Không hỏi con nữa. Mẹ. Mẹ. Bà đã châm chích vào trong đầu đứa nhỏ những gì? Hỏi mẹ nè, bây giờ có thi nữa đi, không? Nói đi chứ, hỏi mẹ đó. Dạ không có gì hết. Chị có thi nữa không? Còn vòng nào nữa không? Em hỏi thiệt. Nãy giờ mình giỡn nè, bây giờ mình nghiêm túc lên nè. Chị nhắm còn vòng nào có duyên nữa không? Cho nó nghĩ chút xíu suy nghĩ lại. Hả? Cho nó nghĩ dễ lao chút xíu. Đâu có được. Không có được. Đúng rồi. Không có được. Chị ơi, tập cái sự chuyên nghiệp đi. Mẹ đúng. Hiểu chuyện mẹ nè. Mẹ nó hiểu chuyện. Ừ. Không có được đâu con. Đâu có thi nữa chừng mà dừng lại nghĩ được. Mà nó nghĩ luôn đúng không con? Đúng rồi. Bây giờ chú nói nè. Nhà chú có nhiều thú nhồi bông lắm. Có đúng. Những con bự hơn mẹ con luôn. Đúng. Qua nhà chú tặng cho con bự gấp đôi. Nếu mẹ như con thi nữa, chú Thành với chú Giang tặng một con gấu bông bự hơn mẹ con để con ôm. Ba bự. Con kia con nhường cho tụi chú được không? Bự quá nó đè con sao ngủ. Bé nó hiểu chuyện anh ơi. Vậy chú Thành sẽ tặng một con gấu nhồi bông vừa cái size con mong muốn. Con muốn size cỡ nào? Bự hơn mẹ con đi. Con bé nó rất là hiểu. Đúng và không hiểu đúng lúc. Mày hiểu không Huy? Là coi như ủa nãy giờ tao là cái gì vậy? Mày coi tao là gì Huy? Ba mươi mấy năm qua tao sống vô ích à? Vô. Sao vậy em? Ê. Con gái. Con gái ơi. Hả? Bạn nhỏ ơi. Bây giờ chú Thành hỏi một con một lần nữa là bây giờ nếu chú Thành tặng con một con gấu bông mà con thích đi lấy lại ba con gấu bông đó thì con có đồng ý không? Dạ. Nếu chú tặng con một con gấu bông để lấy đổi lại ba cái con gấu bông đó để con thi tiếp, con có đồng ý không? Bất kỳ con gấu bông nào con muốn. Dạ không. Vì sao? Dạ. Vì sao không? Dạ. Con có muốn thi tiếp không? Dạ không. Vì sao? Con không biết. Con còn kịch bản nào không? Dạ không. Kiên định rồi. Bây giờ là chuyến đi Vũng Tàu đang bye bye bên đầu rồi. Kiên định. Con bé nó tới đây mục tiêu của nó là 20 triệu. Và lừa được ba thằng ngu. Thôi, để chú lấy tiền thưởng tặng cho con nha. Con lấy tiền thưởng không? Con lấy tiền thưởng không? Trả lời dạ lấy. Ta
sao nó vẫn hiểu và không hiểu những lúc rất cần thiết. Không có 20 triệu. Đây có 2 triệu tặng đi. 2 triệu thôi nha. Còn lấy 2 triệu nha. 20 triệu hết rồi. Thái độ sao vậy? Thôi giờ nè, chú tặng sộp con luôn. Không. Thêm 10 triệu nữa, 12 triệu. Đây. Thôi bây giờ chú chơi công bằng luôn nè. Bây giờ không có 20 triệu, chú tặng 10 triệu thôi. Chú Thành tặng 10 triệu được không? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ không có 20 triệu, chú chỉ tặng 10 triệu cho con thôi. Chú tặng 10 triệu thôi. Con chịu không? Dạ chịu. Sao chịu được? Bây giờ chú có 10 triệu mà chú tặng con đủ 10 triệu. Chú cũng có 10 triệu à? Thì bằng nhau mà. Sao bằng được? 20 triệu mà bây giờ chú tặng con 10 triệu sao bằng được? Chú có 10 triệu nữa à? Con hiểu vấn đề không? Tức là mỗi chú đang để nó hiểu. Mày lanh quá. Vậy thôi, đừng có tính nữa. Lấy bản 20 triệu ra là xong. Vấn đề không có bản hết. Thấy chưa? Khoan. Thấy chưa? Tại vì con phải hiểu là cái nỗi khổ của chú là không có bản 20 triệu. Ừ. Bây giờ không có bản 20 triệu, chỉ có 2 bản 10 triệu, chú bản 10 triệu, chú Thành bản 10 triệu thôi. Giờ lấy. Ừ. Chịu không? Cầm 2 cái mũi tay lắm, cầm cái. Nhưng mà bây giờ không có, thôi vậy thôi đừng lấy. Vậy thôi mà một mình. Thôi bây giờ vậy nè. Lấy một bản không được. Bây giờ đơn giản lắm. Một bản không được. Đơn giản lắm. Đâu có 2 triệu đâu. 2 triệu nè. Ghi thêm số 0 nữa. 20 triệu. Đúng không? Hợp lý không? Nhưng mà cái này không có giá trị. Tặng đúng xong rồi. Không có tiền. Được không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng tặng xong không có tiền. Được không? Dạ được. Ừ, đó. Nha. Là con lấy có 2 triệu thôi đó. Tặng là tặng vậy thôi chứ con có lấy 2 triệu à. Không lấy 2 triệu đâu. 20 triệu này, 1, 2, 3, 7 số 0 lần, đúng chưa? Còn nếu không thôi lấy cái 10 triệu của chú, chú chỉ có cái 10 triệu thôi. Còn lấy cái nào? Cái này. Cái này thì lấy 2 triệu. Thôi cầm lên, cầm lên, đó, cầm nè, chú chỉ cho mẹ cho mượn cái quần bên kia đi, cầm nè, đó, rồi đó, mẹ cho mượn cái đó, nè, cho mình về nhà mình lấy mình bộ này đi, đó, là con được 2 triệu, đúng không? Rồi tạm biệt. Lại được 2 triệu thôi, chúc mừng con. Có 2 triệu thôi đó. Bây giờ con muốn sao? Bây giờ con phải nói chú mới biết con muốn cái gì. Con muốn cái gì? Có 10 triệu, 12 triệu. Rồi chúc mừng con 12 triệu. Hết. Con ơi, khoa học chứng minh một điều đó là 10 triệu cộng 10 triệu cộng 2 triệu là 22 triệu lận. Đi về liền. Quỷ ha. Thôi đi đi. Quá trời. Con giả là chú à. Cảm ơn con. Còn nhớ mấy em này không? Đây là em bé Ngô Kiến Huy nè. Còn đây là em bé Trường Giang. Và đây là em bé Trấn Thành. Mình thương mấy em này lắm luôn á. Hàng ngày mình đi học về mình hay cưng mấy em, chơi với mấy em luôn. Tối mình ngủ mình phải ôm mấy em. Không ôm là mình ngủ không có được. Nên vậy mình cưng mấy em dữ lắm luôn á. Xin giới thiệu với các bạn, đây là dì của mình. Đây là mẹ của mình, đây là dì của mình. Hồi xưa mẹ đẻ cho mình á, dì nuôi mình nên mình gọi là bằng má luôn. Mẹ bé Hòa sanh bé Hòa ra, rồi mẹ bé Hòa cũng có đi công chuyện này, chuyện kia vậy đó. Rồi nhờ chị giữ giùm bé Hòa, rồi cái giữ hoài đó riết, rồi cảm mến bé Hòa cũng nghĩ như con ruột mình vậy á. Cái mình đi đâu cũng hồi nó bập bẹ bẹ mới nói ra biết nói là cái mình nói xưng với má năm vậy. Rồi mình thương nó, rồi cái khi đi đầy đó rồi cái mình về cái mua bánh tái đồ ăn, cái tự nhiên lớn cái nó cũng biết kêu, nó kêu bằng má năm luôn, xưng hô bằng má năm luôn vậy á. Từ cái chỗ đó vậy mà tứ dì cháu cứ cảm mến, cũng như giờ mình nghĩ nó cũng như con ruột của mình vậy á, nhưng gái ruột mình chứ không có nghĩ là cháu luôn á. Mẹ cũng đẹp lắm phải không?
Thiện không nhỏ mà. Thật thà mà. Vậy là con giống ba đúng không? Vậy con giống ai mà con đẹp dữ vậy? Dạ con giống gì? Cái sau này nghe bé Hòa nói với mẹ bé Hòa báo là bé Hòa đi thi được cũng được chương trình vậy đó. Mình cũng thấy bất ngờ, lúc nó nghe nói rồi chắc Hòa không có khả năng ấy được đâu. Mà cái sau này nghe nói báo được là bé Hòa đậu được vô vòng này à, mình cũng rất mừng. Con rất là thích thức danh hài nên con kêu mẹ đăng ký cho con thi. Toàn bộ kịch bản là mẹ con nghĩ hết á. Mẹ có tập cho con 5 kịch bản, nhưng mà con thấy có 3 kịch bản là chắc ăn nhất nên con nghĩ với lại 20 triệu đủ đi tắm biển rồi. Con rất là cảm ơn quý vị khán giả, mẹ và má năm của con đã ủng hộ cho con. Tạm biệt quý vị khán giả. Mẹ